ở bệnh viện Trung ương Huế. Tại thành phố Hồ Chí Minh ở đây thì chúng tôi điều trị trên 600 giường bệnh và trong đó có 3 khu. Thứ nhất là một khu hồi sức nguy kịch, thứ hai là hồi sức khó hồi sức và thứ ba là khu bệnh nhẹ và bệnh nhân ra viện. Tất cả các bệnh nhân ở đây là bệnh nhân nặng và có nguy cơ là phải áp dụng các dụng cụ như máy móc, trang thiết bị như là máy thở và cần phải hỗ trợ về nội khoa hoặc là lọc máu thì chúng tôi tập trung ở khu này, gọi là khu hồi sức nguy kịch, là bệnh nhân nặng mà tiên lượng rất là nặng mà chúng tôi tập trung dùng lực vào ở khu này để chăm sóc mà những các bệnh nhân có nguy cơ để phát hiện kịp thời. Ở đây thì bệnh nhân được thay ra hàng ngày, thay ra buổi sáng, và trường hợp đột xuất thì cũng phải thay, bệnh nhân mà nói thì không phải là thay hàng ngày, thay đột xuất như thế này. Tất cả các bệnh nhân được tắm gội sạch sẽ và vệ sinh thân thể cũng như là vệ sinh răng miệng, xong là ramen cũng được thay hàng ngày cho bệnh nhân. Bệnh nhân được ăn uống là ba bữa chính, đó là buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Thì buổi sáng là từ 6 giờ đến 7 giờ, buổi trưa từ 11 giờ đến 12 giờ và buổi tối là từ 17 giờ đến 18 giờ, đó là ba bữa chính. Ngoài ba bữa chính ra thì có hai bữa phụ, đó là buổi là 9 giờ và 15 giờ thì có thể hỗ trợ thêm sữa để đảm bảo cho các bệnh nhân là đủ calo. Và theo sự tính toán của bác sĩ và cái sự cân đối này, nó ngoài cái chăm sóc thì cũng là dựa vào cả cái chỉ số xét nghiệm để cân đối cho làm sao đó các bệnh nhân được chăm sóc một cách tốt nhất. Và như đây là trường hợp một bệnh nhân đang thở HFNC thì bệnh nhân cũng có thể ăn được nhưng mà không có được hoàn toàn thì được điều dưỡng hỗ trợ đủ cho bệnh nhân ăn hàng ngày các buổi như vậy. Ở đây thì tất cả các thuốc của bệnh nhân thì được đưa vào đây như một cái kho dược của bệnh viện, và tất cả các thuốc đột xuất trong này thì có đủ hết, giống như một cái kho dược ở ngoài, và những cái thuốc đột xuất trong này thì tất cả điều dưỡng đều lại ở đây để mà dùng kịp thời cho bệnh nhân. Và tên cả cái rổ thì đã ghi cái tên thuốc và hàm lượng thuốc để cho mọi người đều tập trung lấy để cho khỏi bị thuốc không có bị nhầm lẫn. Đây là nơi để cho hành lý của bệnh nhân. Khi bệnh nhân vào đây thì chúng tôi có những một số hành lý. Những hành lý này thì được bảo quản lại và có ghi tên ở sổ cũng như là cả cái vật dụng ở đây. Sau khi đa số bệnh nhân ở đây thì giờ tuyển dưới họ chuyển đến, rồi một bệnh nhân thì không có người nhà, cho nên vấn đề này thì cũng được bảo quản lại. Đến khi bệnh nhân ra viện về thì chúng tôi cũng xử lý về kiểm soát nhiễm khuẩn, ổn định sóng cả cho bệnh nhân. Hoặc là những trường hợp bệnh nhân mà không mất đi, bệnh nhân tử vong thì chúng tôi cũng là ghi lại và để trả lại cho bệnh nhân. Đôi khi những cái là kỷ niệm rất là nhỏ đối với bệnh nhân, nhưng mà người nhà cũng rất là phải nói rất là quan trọng đối với thân nhân của họ. Về cái này là chúng tôi cũng ngay từ đầu cũng đã xác định những việc đó, và chúng tôi cố gắng để làm mức sao đó mà có thể trả được tất cả các di vật này về lại với người thân của họ.